Thế nào gọi là tạm thọ sanh quán các pháp môn sinh tu hành? Thiện nam tử, đại Bồ Tát này phát khởi tâm quán sát biển tất cả pháp môn, phát khởi tâm hồi hướng đạo như thiết trí viên mãn, phát khởi tâm chánh niệm nghiệp ác không lỗi lầm, phát khởi tâm biển tam muội thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, phát khởi tâm tu thành công đức của tất cả Bồ Tát, phát khởi tâm trang nghiêm tất cả Bồ Tát đạo, phát khởi tâm cầu nhất thiết trí, hành đại tinh tấn tu hành tất cả công đức như kiếp lửa thiêu đốt không ngừng nghỉ, phát khởi tâm tu hành phổ hiển giáo hóa tất cả chúng sinh, phát khởi tâm khéo học tất cả oai nghi tu hành công đức của Bồ Tát, xả lìa hết thảy tất cả chấp trước trụ chân thật không chỗ có. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ ba của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh dùng tâm thâm sâu thanh tịnh chiếu khắp ba đời? Thiện nam tử, Bồ Tát này đầy đủ tâm thanh tịnh tăng thượng, đắc được bồ đề quang minh của Như Lai, vào biển phương tiện của Bồ Tát, tâm kiên cố như kim cang, trái bỏ tất cả loài sinh các cõi, thành tựu sức tự tại của tất cả chư Phật, tu hạnh thủ thắng đầy đủ căn của Bồ Tát, tâm trong sáng nguyện lực bất động, thường được chư Phật hộ niệm phá trừ tất cả các núi chướng ngại, các vị chúng sinh làm chỗ nương tựa. Đây là tạng thọ sanh thứ tư của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh dùng tâm thâm sâu thanh tịnh chiếu khắp ba đời? Thiện nam tử, Bồ Tát này đầy đủ tâm thanh tịnh tăng thượng, đắc được bồ đề quang minh của Như Lai, vào biển phương tiện của Bồ Tát, tâm kiên cố như kim cang, trái bỏ tất cả loài sinh vào 25 cõi, thành tựu sức nhậm vận tự tại của tất cả chư Phật, tu hành hạnh thủ thắng đầy đủ căn lành của Bồ Tát, tâm trong sáng chẳng có bụi trần tạp nhiễm, nguyện lực bất động, chẳng bị cảnh giới nào dao động, thường được tất cả chư Phật hộ niệm phá trừ tất cả các núi chướng ngại, các vị tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa. Đây là tạng thọ sanh thứ tư của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh? Thiện nam tử, Bồ Tát này đầy đủ các hạnh giáo hóa khắp chúng sinh, tất cả hết thảy đều xả bỏ được trụ cảnh giới giới luật thanh tịnh rốt ráo của Phật, đầy đủ pháp nhẫn thành tựu pháp nhẫn quang minh của chư Phật, dùng đại tinh tấn hướng về nhất thiết trí, đến nơi bờ kia tu tập các thiền, đắc được định phổ môn tịnh trí viên mãn, dùng trí huệ mặt trời chiếu sáng các pháp, đắc được mắt vô ngại thấy biển chư Phật, ngộ nhập tất cả pháp tánh chân thật, tất cả thế gian ai nghe thấy đều hoan hỷ, khéo tu tập pháp môn như thật. Đây là tạng thọ sanh thứ năm của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh? Thiện nam tử, Bồ Tát này đầy đủ tất cả các hạnh giáo hóa khắp tất cả chúng sinh, tất cả hết thảy tài vật đều xả bỏ được trụ trong cảnh giới bảo giới quang minh thanh tịnh rốt ráo của chư Phật, đầy đủ tất cả pháp nhẫn thành tựu vô sinh pháp nhẫn quang minh của chư Phật, dùng sức đại tinh tấn hướng về bậc nhất thiết trí, đến nơi bờ niết bàn bên kia tu tập các thiền định, đắc được định lực phổ môn, trí huệ thanh tịnh đã viên mãn, dùng trí huệ mặt trời chiếu sáng tất cả các pháp, đắc được mắt pháp vô ngại thấy biển pháp của chư Phật, ngộ nhập tất cả pháp tánh chân thật, tất cả chúng sinh thế gian ai nghe thấy được vị Bồ Tát này đều sinh tâm hoan hỷ, khéo tu tập pháp môn như thật. Đây là tạng thọ sanh thứ năm của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh sanh vào nhà Như Lai? Thiện nam tử, Bồ Tát này sinh vào nhà Như Lai theo chư Phật mà trụ, thành tựu tất cả pháp môn thâm sâu đầy đủ đại nguyện thanh tịnh của chư Phật ba đời, đắc được đồng một căn lành với tất cả chư Phật, cùng một thể tánh với các Như Lai, đầy đủ hạnh xuất thế pháp lành trắng tịnh, an trụ pháp môn công đức rộng lớn, nhập vào các tam muội thấy thần lực của Phật, tùy sự ứng hóa tịnh các chúng sinh như lời hỏi mà đáp hiện tại vô tận. Đây là tạng thọ sanh thứ sáu của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh sanh vào nhà Như Lai? Thiện nam tử, Bồ Tát này sinh vào nhà Như Lai theo chư Phật mà trụ, thành tựu tất cả pháp môn thâm sâu đầy đủ đại nguyện thanh tịnh của chư Phật ba đời, đắc được đồng một căn lành với tất cả chư Phật, cùng một thể tánh với chư Phật, đầy đủ hạnh xuất thế pháp lành trắng tịnh, an trụ pháp môn công đức rộng lớn, nhập vào tất cả các tam muội thấy thần lực của tất cả chư Phật, tùy chúng sinh đáng được giáo hóa mà thanh tịnh tâm họ, khiến cho họ phát bồ đề tâm. Nếu có ai hỏi pháp thì theo lời hỏi mà đáp như nước chảy thao thao bất tận, có cảnh giới biện tài vô ngại. Đây là tạng thọ sanh thứ sáu của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh Phật lực quang minh? Thiện nam tử, Bồ Tát này vào sâu Phật lực du hành đến các cõi Phật, tâm không thối chuyển, cúng dường hầu hạ chúng hội Bồ Tát không mỏi nhàm, thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn khởi, biết các thế gian như mộng thấy, tất cả sắc tướng như quang ảnh, thần thông hiện ra đều như biến hóa, tất cả thọ sanh đều như hình bóng, chư Phật thuyết pháp đều như tiếng vang nơi hang núi, khai thị pháp giới đều khiến rốt ráo. Đây là tạng thọ sanh thứ bảy của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh Phật lực quang minh?
Thiện nam tử, Bồ Tát này vào sâu mười lực của Phật, du hành đến tất cả cõi nước chư Phật, gần gũi chư Phật, tâm đối với Phật pháp rất kiên thành, vĩnh viễn không thối chuyển. Cúng dường hầu hạ chúng hội Bồ Tát không khi nào mỏi nhàm đầy đủ, thấu rõ tất cả pháp đều là hư vọng như huyễn hóa mà sinh khởi, biết tất cả thế gian vô thường như cảnh giới thấy trong mộng, tánh chẳng chân thật, hết thảy tất cả sắc tướng như quang ảnh chẳng thật tạm, thần thông hiện ra đều như biến hóa, tất cả thọ sanh đều như hình bóng, pháp của tất cả chư Phật nói đều như tiếng vang nơi hang núi, khai thị pháp giới tất cả chúng sinh đều khiến được an lạc rốt ráo. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ 7 của Bồ Tát. Thế nào gọi là thọ sanh tạng quán môn phổ trí? Thiện nam tử, Bồ Tát này trụ bậc đồng chân quán nhất thiết trí, mỗi mỗi trí môn hết vô lượng kiếp, khai diễn hạnh của tất cả Bồ Tát. Đối với tam muội thâm sâu của các Bồ Tát tầm được tự tại, niệm niệm sinh ở chỗ các Như Lai trong mười phương thế giới, nơi cảnh có sự khác biệt, nhập định không khác biệt, nơi pháp không khác biệt, hiện trí có sự khác biệt, nơi cảnh vô lượng biết không có cảnh giới, nơi ít cảnh giới nhập vô lượng cảnh, thông đạt pháp tánh rộng lớn không bờ mé, biết các thế gian đều là giả thi thiết, tất cả đều do thức tâm khởi. Đây là tạng thọ sanh thứ 8 của Bồ Tát. Thế nào gọi là thọ sanh tạng quán môn phổ trí? Thiện nam tử, vị Bồ Tát này trụ bậc đồng chân quán sát nhất thiết trí huệ, mỗi một trí môn hết vô lượng kiếp, khai diễn hạnh tu của tất cả Bồ Tát. Đối với tam muội thâm sâu của tất cả Bồ Tát tâm được nhậm vận tự tại, trong niệm niệm sinh ra ở trong đạo tràng của chư Phật trong mười phương thế giới, nơi cảnh giới có sự khác biệt, nhập định không khác biệt, nơi pháp không khác biệt, hiện ra trí huệ có sự khác biệt, nơi cảnh giới vô lượng biết không có cảnh giới, nơi ít cảnh giới nhập vô lượng cảnh giới, thông đạt tất cả pháp tánh rộng lớn không bờ mé, biết tất cả thế gian có hình có tướng đều là hư vọng, là giả thi thiết, tất cả đều do tâm thức phân biệt sinh khởi. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ 8 của Bồ Tát. Thế nào còn là tạng thọ sanh phổ hiện trang nghiêm? Thiện nam tử, Bồ Tát này hay trang nghiêm đủ thứ vô lượng cõi Phật, hay hóa hiện khắp tất cả chúng sinh và thân chư Phật, đắc được vô sở úy, dễ nói pháp thanh tịnh, lưu khắp pháp giới không chướng ngại, tùy tâm ưa thích khắp khiến cho thấy biết, thì hiện đủ thứ hạnh thành bồ đề, khiến sinh đạo nhất thiết trí vô ngại. Những việc làm như vậy chẳng lỗi thời, mà thường ở trong tam muội trí huệ tỷ lô giá na, đó là tạng thọ sanh thứ 9 của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh phổ hiện trang nghiêm? Thiện nam tử, vị Bồ Tát này hay trang nghiêm đủ thứ vô lượng cõi Phật, hay hóa hiện khắp tất cả thân chúng sinh và thân tất cả chư Phật, đắc được vô sở úy, diễn nói diệu pháp âm thanh tịnh, lưu khắp mười phương tận hư không các pháp giới, không có gì có thể chướng ngại hành động của Ngài được. Tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy biết vị Bồ Tát này, lại thể hiện đủ thứ hạnh thành tựu Bồ Đề, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh đạo nhất thiết trí vô ngại. Những việc làm như vậy chẳng lỗi thời, nghĩa là đúng thời, đúng lúc, thường ở trong tam muội trí huệ tỷ lô giá na. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ 9 của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh và bậc Như Lai? Thiện nam tử, Bồ Tát này đều ở chỗ các Như Lai ba đời thọ pháp quán đảnh, biết khắp tất cả cảnh giới thứ tự, đó là biết tất cả chúng sinh thọ sanh thuở trước thuở sau, tất cả Bồ Tát tu hành thứ tự, tất cả chúng sinh tâm niệm thứ tự, ba đời Như Lai thành Phật thứ tự, phương tiện thiện xảo thuyết pháp thứ tự, cũng biết hết thảy tất cả các kiếp thuở ban đầu giữa và sau, hoặc thành hoặc hoại, danh hiệu thứ tự tùy các chúng sinh sở ứng mà hóa độ. Vì họ thể hiện công đức thành đạo trang nghiêm, thần thông thuyết pháp, phương tiện điều phục. Đây là tạng thọ sanh thứ 10 của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh và bậc Như Lai? Thiện nam tử, vị Bồ Tát này đều ở chỗ đạo tràng của chư Phật ba đời, tiếp thọ pháp quán đảnh, nhập vào bậc pháp vương, biết khắp tất cả cảnh giới trước sau thứ tự, đó là biết thứ tự tất cả chúng sinh thuở trước chết, thuở sau thọ sinh, nghĩa là đời trước chết như thế nào, vị lai sinh như thế nào, thấy biết rất rõ ràng. Lại biết tất cả Bồ Tát tu hành thứ tự, nghĩa là vị Bồ Tát nào trước tu hành nào đó, về sau tu hành nào đó thì đều biết hết. Lại biết tất cả chúng sinh tâm niệm thứ tự, nghĩa là ý niệm của chúng sinh này, niệm nào sinh trước, niệm nào sinh sau đều biết rõ ràng. Lại biết ba đời chư Phật thành Phật thứ tự, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, vị Phật nào thành Phật trước, vị Phật nào thành Phật sau đều thấy biết rõ ràng. Lại biết chư Phật Bồ Tát phương tiện thiện xảo thuyết pháp thứ tự, nói pháp phải đối cơ mới có hiệu quả, nếu chẳng đối cơ thì chẳng được thọ dụng. Do đó có câu, quán cơ thi giáo vì người thuyết pháp theo bệnh cho thuốc, phải thấu rõ cơ duyên nói pháp,
đối với chúng sinh nào nói pháp gì thì mới có hiệu quả. Bằng không chẳng có hiệu quả, đối phương chẳng tiếp thọ được, sẽ uổng phí thời gian và công sức. Lại biết hết thảy tất cả các kiếp thuở ban đầu, giữa và sau, thành như thế nào, trụ như thế nào, họa như thế nào, không như thế nào, đều thấu hiểu được, danh hiệu của kiếp thứ tự đều biết rõ ràng. Tùy thuận căn tánh của tất cả chúng sinh, tùy ứng mà hóa độ, vì chúng sinh thể hiện công đức thành đạo, trang nghiêm cõi nước, dùng thần thông diệu dụng để thuyết pháp, dùng phương tiện khéo léo để điều phục. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ 10 của Bồ Tát. Phật tử, nếu đại Bồ Tát nơi pháp này tu tập tăng trưởng thành tựu viên mãn, thì sẽ ở trong một thứ trang nghiêm, hiện ra đủ thứ trang nghiêm tất cả cõi nước như vậy. Khai đạo chỉ bày giác ngộ tất cả chúng sinh, hết kiếp thuở vị lai không có ngừng nghỉ, diễn nói biện pháp của tất cả chư Phật, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ thành thục, chuyển đến vô lượng các pháp, thể hiện sức tự tại của Phật không thể nghĩ bàn, đầy khắp tất cả hư không pháp giới, chuyển bánh xe pháp ở trong biển tâm hạnh của các chúng sinh, thể hiện thành Phật ở trong tất cả thế giới, luôn không gián đoạn, dùng bất khả thuyết lời nói thanh tịnh để diễn nói tất cả các pháp, trụ vô lượng nơi thông đạt vô ngại, dùng tất cả pháp trang nghiêm đạo tràng. Tùy sự ưa muốn hiểu biết của các chúng sinh mà thị hiện thành Phật, khai thị vô lượng pháp tạng thâm sâu, giáo hóa thành tựu tất cả thế gian. Vị lâm thần Lam Tỷ Ni gọi một tiếng Phật tử, nếu như vị Bồ Tát này, nơi 10 pháp tạng thọ sinh này tu tập tăng trưởng thành tựu viên mãn, thì sẽ ở trong một thứ trang nghiêm, hiện ra đủ thứ trang nghiêm tất cả cõi nước như vậy. Khai đạo chỉ bày giác ngộ tất cả chúng sinh, dù hết kiếp thuở vị lai cũng không ngừng nghỉ, diễn nói biện pháp của tất cả chư Phật. Có đủ thứ cảnh giới, có đủ thứ thành thục, chuyển đến vô lượng các pháp, hiện ra sức tự tại của Phật không thể nghĩ bàn, đầy khắp tất cả hư không pháp giới, chuyển bánh xe pháp ở trong biển tâm hạnh của các chúng sinh, thể hiện thành Phật ở trong tất cả thế giới, luôn không gián đoạn, không ngừng nghỉ, dùng bất khả thuyết lời nói thanh tịnh để diễn nói tất cả diệu pháp, trụ vô lượng nơi toại tầm mãn nguyện, thông đạt vô ngại, dùng tất cả pháp trang nghiêm hết thảy đạo tràng. Tùy sự ưa muốn hiểu biết khác nhau của tất cả chúng sinh mà thị hiện thân thành Phật, khai thị vô lượng pháp tạng thâm sâu, giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh thế gian. Bấy giờ vị lâm thần Lam Tỷ Ni muốn thuật lại nghĩa trên, dùng thần lực của Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị lâm thần Lam Tỷ Ni muốn thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn nương đại oai thần lực của chư Phật mười phương, quán sát khắp hết thể nhân duyên của chúng sinh mười phương mà nói kệ rằng, tầm thành tịnh địa cấu tối thượng, thấy tất cả Phật không nhàm đủ, nguyện thủa vị lai thường cúng dường, đây tạng thọ sanh bậc minh huệ. Dùng tâm thành tịnh địa cấu tối thượng, chẳng có sự nhiễm ô, chẳng có dục niệm để thấy tất cả chư Phật, nhưng không khi nào nhàm đủ. Phàm là người tu Bồ Tát Đạo nhất định phải phát đại thệ nguyện, hy sinh tiểu ngã, hoàn thành đại ngã. Phải có tinh thần xả mình vì người, phát nguyện ở trong kiếp thủa vị lai, thường cúng dường tất cả chư Phật. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của bậc đại Bồ Tát thông minh có trí huệ. Trong tất cả cõi nước ba đời, hết thảy chúng sinh và chư Phật đều nguyện độ thoát luôn thờ phụng, đây tạng thọ sanh bậc khó nghĩ. Trong cõi nước của tất cả chư Phật mười phương ba đời, hết thảy tất cả chúng sinh và tất cả chư Phật thảy đều phát nguyện độ thoát tất cả chúng sinh, luôn thờ phụng tất cả chư Phật. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Nghe pháp không nhàm ưa quán sát, khắp trong ba đời đều vô ngại, thần tâm thanh tịnh như hư không, đây tạng thọ sanh bậc danh xưng. Hoan hỷ lắng nghe tất cả pháp không khi nào nhàm đủ, ưa thích quán sát tất cả cảnh giới không khi nào ngừng, khắp trong ba đời đều vô ngại, thần tâm thanh tịnh như hư không, đây là pháp môn tạng thọ sanh của đại Bồ Tát có đại danh xưng. Tâm ý luôn trụ biển đại bi, cứng như kim cang và núi báu, thấu đạt môn nhất thiết trùng trí, đầy tạng thọ sanh bậc tối thắng. Tâm của vị Bồ Tát này luôn luôn trụ trong biển đại từ bi, kiên cố hơn kim cang và núi báu, thấu rõ thông đạt môn nhất thiết trùng trí. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của bậc đại Bồ Tát tối thắng. Đại từ che khắp hết tất cả, diệu hạnh thường tăng điển các độ, dùng pháp quang minh chiếu các loài, đây tạng thọ sanh bậc hùng mãnh. Tâm đại từ bi che khắp hết tất cả chúng sinh, tu chỉ diệu hạnh thường tăng biển sáu độ, dùng pháp quang minh chiếu chúng sinh trong đèn tối. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của bậc Bồ Tát đại hùng đại lực đại dũng mãnh. Thấu đạt pháp tánh tầm vô ngại, sinh trong nhà chư Phật ba đời và khắp mười phương biển pháp giới, đây tạng thọ sanh bậc minh trí.
Thấu rõ thông đạt tự tánh của tất cả các pháp thì trong tâm chẳng có mọi sự chướng ngại, sinh trong nhà của tất cả chư Phật mười phương ba đời vào các mười phương biển pháp giới. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của bậc Đại Bồ Tát Quang Minh Trí Huệ. Pháp thân thanh tịnh, tâm vô ngại, đến khắp mười phương các cõi nước, tất cả Phật lực đều đã thành, đây tạng thọ sanh khó nghĩ bàn. Pháp thân thanh tịnh như hư không, trong tâm không có chướng ngại, đến các mười phương tất cả cõi nước của chư Phật, giáo hóa tất cả chúng sinh, gần gũi tất cả chư Phật, mười lực trí huệ của tất cả chư Phật đều đã thành tựu. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Vào sâu trí huệ được tự tại, nơi các tam muội cũng rốt ráo, quán môn nhất thiết trí như thật, đây tạng thọ sanh bậc chân thân. Vào sâu trí huệ bát nhã đã đắc được tự tại, đối với tất cả tam muội đã được rốt ráo, quán pháp môn nhất thiết trí như thật, đây là pháp môn tạng thọ sanh bậc Đại Bồ Tát thần trần thật. Tịnh trị tất cả các cõi Phật, xình tù pháp hóa khắp chúng sinh, hiện hiện Như Lai sức tự tại, đây tạng thọ sanh bậc đại danh. Hay tịnh trị cõi nước của tất cả chư Phật, hay trang nghiêm cõi nước của tất cả chư Phật, xình tù pháp môn giáo hóa khắp chúng sinh, hiện hiện đại oai thần lực tự tại của Như Lai, đây là pháp môn tạng thọ sanh của bậc Đại Bồ Tát có đại danh xưng. Lâu đã tu hành nhất thiết trí, sớm sẽ hướng nhập bậc Như Lai, biết rõ pháp giới đều vô ngại, đây tạng thọ sanh các Phật tử. Thuở xưa rất lâu xa đã tu hành pháp môn nhất thiết trí Tát Bà Nhã, sớm sẽ hướng nhập bậc Như Lai, biết rõ pháp giới đều vô ngại, đây là pháp môn tạng thọ sanh của Đại Bồ Tát thọ chư Phật quán đảnh. Thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ 10 pháp này sẽ sinh vào nhà Như Lai là thanh tịnh quang minh của tất cả thế gian. Thiện nam tử, ta từ vô lượng kiếp đến nay đắc được môn giải thoát thọ sanh tự tại này. Thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ 10 pháp tạng thọ sanh này thì sẽ sinh vào nhà Như Lai là thanh tịnh quang minh của tất cả thế gian. Thiện nam tử, ta từ vô lượng kiếp đến nay đắc được môn giải thoát thọ sanh tự tại này. Thiện tài bạch rằng, Đức Thánh cảnh giới môn giải thoát này như thế nào? Thiện tài đồng tử đối với vị lâm thần Lam Tỷ Ni bạch rằng, Đức Thánh cảnh giới môn giải thoát này như thế nào? Xin Đại Thánh hãy từ bi vì con mà giải thích. Vị lâm thần đáp rằng, thiện nam tử, trước kia ta phát nguyện, nguyện khi tất cả Bồ Tát thì hiện thọ sanh đều được gần gũi, nguyện vào biển vô lượng thọ sanh của tỷ lô giá na Như Lai, nguyện nhờ nguyện lực xưa nên sinh vào thế giới Diêm Phủ Đề trong vườn Lâm Tỷ Ni chuyên nhớ lúc nào Bồ Tát thọ sanh. Vị lâm thần Lam Tỷ Ni đáp rằng, thiện nam tử,